Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ solo squad chế độ PUBG. Vâng, bữa thì chơi đua cùng với chị Na, còn bây giờ thì chơi hẳn squad luôn cho nó chất. Mình sẽ đi một mình, không chịu sự cứu hay là cho đồ từ đồng đội. Còn bọn kia thì đi chung với nhau thì kệ bà nó đi. Vâng, mình đích quan tâm thế thôi. Này thấy đông đông bay vào đây mà. Sao thì lượn đi đâu hết rồi? What the fuck? Vâng, mình tính giết người lúc đầu nhưng vừa nhảy xuống thì nó té đi hết rồi. Đấy, nó sợ mình mà. Không phải làm sao được. Đi rút đồ thôi. Và mình sẽ cố gắng đi giết người lúc đầu. Chứ mà chơi mà không được giết người lúc đầu nó ngứa tay lắm anh em ạ. Thề luôn. Còn lúc đầu là những cái lúc mà cực kỳ là dễ giết người. Tại vì mình có cách là nhặt súng nhanh hơn bọn nó. Hoặc nói chung là mình cứ chơi lúc đầu mình toàn giết được người thôi. Chứ người ta không giết được mình. Ở những lúc sau thì hên xui. Rồi, toàn thứ gì không này? Không có súng. What the fuck? Rồi, có rồi. M4. Tuyệt vời. Vâng, không biết giờ này đồng đội mình đã làm gì. Đã nhận được cái gì rồi. Cái nói chung là đấy quan tâm. Chết bớt đi. Để cho nó thêm phần đặc sắc. Ok, nãy như nhảy xuống đây là mình không thấy ai nhỉ? Vâng, đúng thật, không có nhà nào bị lút. Cho mình sẽ đi lút đồ thôi. À, bò lạc. Này thì bơi vào đây. Bơi vào đây. Rồi, thôi xong rồi. Gục rồi. Vâng, đứng lại con lợn. Con lợn này, mày chạy đâu? Chạy đâu? Rồi, chạy theo đồng đội. Chắc đồng đội nó ở hướng bên kia. Kỵ bà nó đi. Sẽ lút đồ của nó. Ủa ôi, ra con khẩu súng liên thanh này. Phê quá. Chắc mình sẽ ít xài lắm. Tại vì khẩu này cũng phải nhấp 2-3 viên mới chết được một thằng. Chứ không phải là một phát. Rồi, RPK. Mấy khẩu RPK các bạn không đi nhặt làm gì. Tại vì nó rất là nặng. Lúc bắn nhau thì nó không thực sự là hữu ích. Còn nếu các bạn muốn nhặt thì chỉ nhặt vào bắn zombie các kiểu thôi. Chứ không thể làm súng chín được. Nếu các bạn cầm làm súng chín thì các bạn chết ngay. Tại vì nó không thể né đạn được. Vâng, chắc mình sẽ bỏ khẩu AK để lấy khẩu M4. Tại vì cái khẩu M4 này nó có cái ống ngắm ý. Cái ống ngắm nó rất là hữu ích. Hồi trước thì mình chỉ thích súng mệnh. Mình chỉ nhặt AK thôi. Vâng, thế là mình sắp bắn ngay. Và từ đấy mình sẽ không bắn những cái khẩu AK nào mà không có scope. Đấy, có scope nó rất là lợi thế. Tại vì bắn từ xa rất là tốt. Còn những cái khẩu nào mà bắn chay, cái tâm chay thì thực sự nó không phải ngon đâu. Còn bắn hên xui thế thôi. Với lại đạn nó lạc rất là nhiều. Khi bật scope lên thì đạn nó chuẩn hơn. Vâng, đạn nó mình bắn một hướng và đạn bay một hướng mà làm sao trúng người ta được. Viên trúng viên không thì nó sẽ không mang lại cái sát thương nhiều và như thế thì rất là phí đạn. Một phí đạn thì nó dã mình sấp mặt lờ. Đây rồi, con lợn này. Thôi thằng này yếu lắm cái này, bắn vào tung tóe máu hết cả lên. Rồi chạy đâu, đường nào cũng chết thôi. Cái tội đi lẻ này. Cái tội đi lẻ là phải hãm hiếp. Ôi, lựa đi đâu nhanh vậy? Mình không nghĩ là nó sẽ vào thủ nhà. Vâng, nếu mà nó vào thủ nhà thì đúng là hơi bị cay. Đi mò từng nhà sấp mặt lờ ra. Cái gì vậy? Thằng nào bắn này? À, con lợn mình chạy xuống đây. Mày. Ôi, nằm xuống, mãi nồi. Ủa. Cặn mẹ lời. Đang bắn nhau nằm xuống làm cái gì? Trời đất. Vâng. Mình thật cạn lời đối thủ của mình. Mình sẽ xuống lút đồ nó.
phải bơm phun máu đã rồi lúc đồ anh em ạ. Tại vì khi lúc đồ ấy sẽ có người xung quanh nó phát hiện ra thì nó sẽ giã bạn, thì lúc đấy đang yếu máu thì sắp mặt thôi đấy. Mình hay bị như thế rồi, mình đã rút ra được kinh nghiệm là khi giết người xong là không nên lúc đồ vội, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Ôi AK này tuyệt vời. Vâng, thầy mắc giàu nhưng thế đích nào lại chết sàm, đích thể hiểu được. Vâng, mình vừa la liếm được một con xe. Con xe rất là đẹp. Đấy, xe này hình như là xe spawn. Chúng ta sẽ đi chiếc xe cho nó nhanh. Đi bộ chậm lắm. Hình như trên này trên cao rồi. Anh em có muốn bay không ạ? Vâng, mình sẽ bay cho anh em xem. Vâng, trước khi bay thì phải quan sát kỹ là có thằng nào ở dưới không. Lỡ cán vào nó thì đúng là tội nghiệp lắm. Ủa, đậu phong vẫn đi được. Đấy, anh em có thấy mình lái xe đẳng cấp không ạ? Vâng, đồng đội mình chết ở phía xa. Và mình sẽ chạy ra cứu, xem thằng nào bắn gục bạn tao. Ủa ôi. Xe nó như cái gì. Vâng, đồng đội bị gục ở phía xa. Không biết là chuyện gì đang xảy ra ở phía dưới bên kia. Để mình quan sát xem. Ôi, chắc là cứu được. Rồi, cứu lên rồi kìa. Bị thằng nào bắn này. Ôi, lại gục. Bị AWM giã một viên. Ghê thật. Ở đâu ấy? Báo vị trí xem nào. Ôi, chán thế nhờ, cái xe khó đi cực. Đây, thấy mày rồi, con lợn. Mày, úi rồi, bình tĩnh xem nào. Bạn kia đợi mình tí nhá, để mình luộc cái thằng này đã. Ôi, đâu rồi? À, sao. Đậu phộng. Mày chạy đâu hả con lợn này? Để mình cán chết luôn nhá, rồi xuống cứu. Con lợn này mày dám ăn bạn tao à? Rồi, ok. Ơ, sorry bạn, nó bắn bạn chết luôn. Thôi chịu rồi. Thằng AWM nó giã bạn một viên mà bạn đã tịch luôn rồi. Hình như là thằng bạn của chúng nó. Vâng, được lắm. Bố mày sẽ clear team bằng chiếc xe này. Vâng, đây, hai thằng đây. Bình tĩnh xem nào. Mày, tụi mày dám bắn bạn tao này. Giã chết hai thằng luôn. Này đi, ui. Bị lag anh em ạ. Mày dã bạn tao này. Một thằng. Còn thằng nữa. Ủa, xe hết xăng. Thằng kia đâu nhở? Hết xăng rồi. Không đi được. À, bò ở đâu xa. Xuống luôn, dã luôn. Mày đứng dậy này. Mày đứng dậy. Mày bỏ đi đâu hả con lợn này, khốn nạn. Vâng, mình đang clear team nhưng đồng đội mình đã chết sạch rồi. Đèn nãy thấy cái gì ở quanh đây mà sao không quay lại không thấy nhở. Vâng, thật là đen trong bo luôn này, what the fuck. Vâng, thật là khó, qua đấy không thể cứu được tại vì thằng AW nó dã thế, làm sao mà cứu được. Có hai thằng kia nó vẫn ngồi xem mình này. Hay lắm, mình sẽ thể hiện cái đẳng cấp người Việt Nam cho tụi khựa thấy. Vâng, thằng kia, thằng thứ tư thì nó thoát rồi, còn hai thằng thì nó ở lại nó xem. Trận này mình phải thể hiện cho tụi khựa mới được. Rồi, trên kia có một thằng. Ừ,
chạy đâu rồi? Nó chạy đâu rồi nhỉ? What the fuck? Thôi cứ ngồi chờ đây đã, tính sao? Cứ bình tĩnh thôi. Cứ ngồi đây đã. Không thể vào trong khu vực nhà được. Với lại mình không thích vào trong nhà, tại vì khi mà từ nhà chạy ra nó sẽ dễ phát hiện hơn. Nằm ngoài cỏ này nó như nhẫn giả ấy. Ẩn thân chi thuật. Ai vâng, nằm như này thì bố tao nào phát hiện được. Cỏ này nó cao, khó bị phát hiện. Mình rất thích nằm cỏ như thế này. À, hai con lợn. Hai con lợn này. Mày bò với cho bố mày là mày chết chắc rồi. Còn thằng nữa đâu? À, thấy con lợn còn lại rồi. Thôi xong, clear team. Tuyệt vời, còn ba thằng. Mình sẽ cố đẩy nốt. Còn ba thằng nữa thôi, cố lên. Hình như hai thằng kia là cùng một team hay là sao ấy nhở? Chắc còn một team. Đúng rồi, hai thằng một team. Vâng, bọn cựa vẫn đang nhìn mình. Tuyệt vời. Mình sẽ thể hiện. Vâng. Ít nhất cũng phải được, cũng phải được top 2 ấy nhở? Không sao. Bây giờ chắc chắn là top 2 rồi. Thính ngay, rơi ngay trước mặt. Hay lắm. Phải chích kỹ là đằng sau không có ai. Nãy mình chích rất là nhiều nhưng lên đây thì mình không chích được. Tại vì đây là vùng đất mới. Đây không phải là đất của mình nhưng mình không chích được. Khi nào mà chừng nào đây là đất của mình thì mình mới chích. Đấy, quan sát kỹ rồi bỏ tiếp. Vâng, các bạn cách đánh của các bạn thế nào thì các bạn đánh hay hơn thì có thể comment góp ý với mình. Mình thì mình sẽ đánh như thế này. Rồi bắt đầu bo tiếp. Nhưng mình đang ở trong bo, tuyệt vời. Bo này bo cả nhà luôn, rất là chất. Thính kìa, thằng nhau nhập thính đi. Mày lượn vào trong đấy. Vâng, con hàng nằm ngay trong đấy kìa. Vâng, mình đã thấy một thằng thì điều tất yếu là thằng còn lại nó sẽ nằm trong đấy thôi. Mình nghĩ là như thế. Mình nghĩ hai thằng đấy nằm trong đấy. Con này nó không biết chia người đâu. Nếu mà đi team thì nó sẽ chia người ra một thằng thủ một chỗ. Đôi khi nó lại cũng là một cái lợi. Nhưng đi chung cũng là một cái lợi. Để dễ dàng cover cho nhau. Đấy. Nhưng mình nghĩ điều tất yếu là nó sẽ ở cùng nhau để cover cho nhau. Mình không nên suy luận ra những người bắn hay. À, gì đây? Thấy rồi, con lợn, hai con. Ở đầu nghe tiếng giã nhau. Ô, khắc tim à? Ừ kìa, khắc tim kìa. Ôi, ném khói luôn. Khác tim kìa. Thật là VL. Rồi mình sẽ đi vào bo. À đây rồi. Con lợn này. Ô khác tim. Ở thằng kia còn có súng ạ. Ô không có súng ấy. Rồi tôi xong rồi. Bắn nhau hết đạn rồi. Đấy. Cái tội, mình cũng còn 40 viên thôi, 80 viên. Đâu rồi? À, mày lượn vào đây, đi kiếm xuống hả con? Này thì, ok. Đã còn hai thằng mà còn khác team nữa. Thế còn không có súng. Thật là VL. Vâng. Một pha cực kỳ lạ. Thằng kia nó cũng thấy rồi, nó đẩy lên để nó ăn. Nhưng không may là gặp mình. Đi ngay ở phía sau.
Vâng, mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh Hồng Mỹ nha. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.